Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình quay lại cửa hàng Vũ Hạnh ở 139 Nguyễn Triền Thanh, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để mình cập nhật cái giá xe, những cái dòng xe mới cho các bạn cùng tham khảo nha. Đây nè, cái số điện thoại của cửa hàng nha. Đây mình thấy có mấy cái dòng xe khu chờ 1 nè. Vũ ơi. Mình bữa nay có mấy cái dòng xe mới ha. Dạ. Có mới xe nhập mới về ha. Cái đợt rồi bán hết rồi hả? Bán hết rồi. Rồi, mấy chiếc ghim đồ bán chưa hả? Dạ bán rồi hết. Hai ngày, 3 ngày sau là bán hết rồi. Như là có mấy anh em cũng ở xa hả? Ở xa ủng hộ hả? Có Hà Nội có, rồi Đồng Nai có. Rồi cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh và ủng hộ cửa hàng nha. Rồi bây giờ hôm nay giới thiệu mấy dòng xe mới ha. Dạ. Mới nhập về, nghĩa là xe cũ nhưng mà mới nhập về. Thì như chiếc này là đời mấy vậy? Dạ xe này là khu chợ 1, đời 201. 201 ha. Xe này là vàng sơn đồ bạc với áo là ghim theo xe đó. Máy đầu nồi bao chưa làm. Máy cực kỳ ngon luôn. Ghim hết chân đồ. Dạ, đồ, áo ghim theo xe luôn anh. Ghim hết ha. Dạ. Xe này bây giờ muốn kiếm xác cái này chắc cũng hơi ít rồi, ít có à. Đây mình coi cái phần đầu bò này. Dạ xe này là em ra 31 triệu. Bao máy ghim, đầu nồi chưa làm. Áo bao ghim theo xe. Dạ bao ghim. Trăm đùm liền đầu ghim theo xe hết. Rồi đâu mở đi cho em coi. Biển số 64 ha. Dạ 64. Bao công chứng rút hồ sơ. Dạ, đồ trong còn rất là đẹp. Các bạn mà ở Vĩnh Long thì khỏi đổi bản số luôn. Ở Vĩnh Long có bớt cho anh em không? Dạ nếu bớt tiền cho anh em tự rút. Bao công chứng thôi. Nếu anh em nào ở Vĩnh Long thì rẻ hơn đúng không? Dạ. Tại vì mình khỏi cần rút bộ. Khỏi rút bộ. Trời. Còn đầy đủ đẹp. Trời đâu mình nổ máy thử Vũ. Quay cái đồng hồ thử coi. Cái số này tương đối. Tương đối thôi. Tương đối nha. Dạ. Mấy cái này thì nó hơi bay ha, còn này còn quay chi tiết cho các bạn xem nè. Hai chìa luôn hả, ghi không? Dạ hai chìa đó, hai chìa vũ lại em. Vũ lại ha. Dạ. Hai máy nè các bạn. Đầu nhóng nhóng ra vũ. Ấm ha. Dạ. Xe máy im. Máy im. Rồi. Rồi, 31 triệu ha. Dạ, 31 triệu. Rồi, qua chiếc thứ hai. Này là quay GSX 110 mới. Xe này chắc còn bảo hành quá hả? Dạ, hết bảo hành anh. Hết bảo hành rồi. Dạ. Tại vì nó đời 2017 á. À, 2017. Đây. FI bánh mâm. Đời 27 mà đăng ký 2018. Ký 2018. Rồi, chiếc này giá sao Vũ ơi? Dạ xe này là 16 triệu rưỡi. 16 rưỡi. Xe này chạy 18.000 cây số, vỏ trước sau ghim theo xe. Tình trạng thì nhìn bề ngoài cũng còn. Dạ xe này ghim hết anh. Không có, chưa có chạy xước gì hết. Xe này mình rút bộ rồi hả?
Dạ rút rồi. Hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay. Thì một số anh em coi cũng hỏi hồ sơ cầm tay là sao, thì mình nói sơ sơ ra Vũ. Dạ hồ sơ cầm tay là coi như là cái hồ sơ em đã rút dịch anh em sẵn rồi. Khi nào khách mua được thì chỉ cần công chứng là về đăng ký thôi. Khỏi mà tốn thời gian đi rút nữa. Công an địa phương đã giữ cái biển số cũ lại rồi. Dạ đúng rồi. Mình chỉ lấy cái bộ hồ sơ thôi. Dạ. Về mình cầm cái đó là mình đem ra công an là bấm số mới. Dạ, ai mua được thì em đi công chứng. Công chứng qua tên khách rồi đem vô bấm số thôi. Đó vậy cho thông tin chia sẻ cùng anh em. Rồi chiếc khu cái này 2017. 2017 nè. Rồi đây chiếc khu 2017. Đầu lòng sạch sẽ ha. Dạ. Rồi xe này còn biển không? Biển số. Hồ sơ cầm tay luôn á. Hồ sơ cầm tay luôn. Dạ. Rồi chiếc này thì nhiêu? 25 triệu anh. 25 triệu. FI không? FI. FI nha các bạn. FI 25 triệu. Cũng được ha. Rồi, con một này. Dạ con này cũng là đời 201 luôn. Đời. Nhưng mà xe này đầu nào có làm rồi. Đầu nồi làm rồi. Dạ. Anh qua đây cái. Đây. Cuộc đồ ghiên không? Dạ ghiên hết anh. Trước đồ ghiên. Cuộc trước sau ghiên theo xe. Niền. Niền thì niền niền ghiên luôn á. Nhưng mà niền mới thay lại á. Nhưng mà thay niền Goxi. Niền ghiên á. Rồi. Xe này này máy là đầu nồi có làm rồi nhưng mà im lắm. Bao là đầu ghiên còn theo xe đủ. Tao nổ máy thử nè. Dạ. Đây này nha các bạn. Làm tay nhuyễn nè. Đã hơi nhỏ quá chứ chắc tại buổi sáng. Rồi rồi giá này giá xe này là 16 triệu 500 ngàn. 16 triệu 500 ngàn. Dạ biển số Cần Thơ. Biển số Cần Thơ giá cũng được á anh em. Đầu nội là dạng chạy nhiều rồi nó yếu thì người ta làm lại thôi chứ em bao là đồ ghim vẫn còn không có bị lai đồ. Áo là còn rất là đẹp. Mở cái yên lên thử nha. Có cái yên này thay phải không ta? Dạ cái dây yên có lập lại. Dây yên lập lại nè. Đây trong xe nè. 16 500. Xe này mua ở Hồng Đức luôn. Đây. Còn cái tem nữa các bạn. Rồi. Rồi kế tiếp là chiếc quay quay này 110 ha. Quay 110 đời 2017. Quay 110 2017. Xe này nó chạy mới có 10.000 cây số thôi. Vỏ trước sau vậy nó xe. Đây, còn khách hướng dẫn gì đây. Xe này biển số sắp lâm D1 ở đây. Số Ninh Kiều luôn ha. À Bình Thủy à. Bình Thủy D1. 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 Đây cái mặt đồng hồ nha các bạn. Đồng hồ này là đúng nè. Rồi chiếc này giá sao Vũ? Dạ 15 triệu 500 ngàn. 15 triệu 500 ngàn. Dạ. Quay 110 nha các bạn. Quay Alpha 110 loại đầu bò lớn nha. Đầu bò kính nè. Toàn bộ đồ không có lai gì hết ha. Dạ không. Xe này bao ghim hết. Đồ đạc còn ghim. Rồi kế bên cũng 2017 luôn. À 2017 luôn, 110. Dạ. 110 luôn, nhưng mà xe này giá rẻ hơn. Chiếc này rẻ hơn. Xe này là 14 triệu. 14 triệu. Dạ. Đó này 14 triệu. Biển số sao Vũ? Dạ biển số 67. Số 67 nha. Dạ. À, nếu mà khách muốn công chứng rút hồ sơ thì thêm 1 triệu nữa.
15 triệu. Còn nếu ở 67 mua thì khỏi dạ, thì giá. Em bao công chứng cho. Đây cái này đi nhiêu rồi? 20 ngàn rồi. Cái này chắc cũng đúng rồi ha. Dạ đúng rồi. Vỏ trước sau nghĩa theo xe. Chung mình thu lại thì sao mình để vậy thôi ha. Dạ. Rồi. Rồi khách có xài có mình có bao cho chạy rồi vài tháng rồi không? Dạ thì như khách có ở đây em không bảo hành nhưng mà chạy thì có lật chặt thì là em chỉnh sửa miễn phí cho. À. Rồi mình có chế độ mình đổi xe luôn không? Dạ có. Vũ. Thu vô luôn ha. Dạ, nếu mà xe chính chủ hợp lại thì em có thu vô. Rồi thu vô đổi xe. Rồi. Thử máy chứ này nha các bạn. Lên ga mới được. Đây lên ga. Rồi bây giờ mình điểm lại những cái dòng xe số nè, cơ phổ thông nè. Hôm nay mình cái clip này mình giới thiệu số chiếc này, rồi tiếp theo mình sẽ làm cái clip sau mà làm ở trong nhà có mấy chiếc Taiga với FZ rồi nè. Raider rồi đó. Thì mình sẽ up tiếp theo cái clip tiếp theo nha các bạn. Các bạn đón theo dõi nha. Rồi bây giờ mình điểm lại giá lại cho các bạn tham khảo cái Vũ ơi. Dạ xe này là 31 triệu. 31 triệu nè. Dạ. 16 triệu rưỡi. Tình trạng là máy móc zin á. Máy bao đầu nồi zin chưa đụng. Bao đầu nồi zin chưa đụng. Dạ. Rồi. Chiếc này là 16 triệu 500 ngàn. 16 triệu 500 ngàn. Dạ. Chiếc này là 25. 25. Dạ. Tôi chờ FI. Dạ. Rồi. Chiếc kế bên này là 16 triệu 500 luôn. 500 thi chờ 1. Dạ. Đời đời này đời 2000 mấy. 201. 201 luôn. Dạ. Còn chiếc kế bên nó là 15.500.000. 15.500.000. Biển số Cần Thơ 27. Rồi, chiếc đó. Còn cái chiếc đó là 14 triệu. 14 triệu. Dạ. Rồi. Rồi hôm nay thì mình làm clip này cho các bạn tham khảo cái dòng xe số phổ thông này nha. Từ đời mới đời cũ luôn đó của Honda. Rồi mình quay cái vòng ở phía sau cái cho các bạn xem cái nữa. Nè, cây số nè, tương đối nè nha. Tương đối nè. Tương đối nè. Rồi, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau nha các bạn, cũng ở Vũ Hạnh nha các bạn. Mình sẽ có dòng Taiga rồi Raider đồ đó, FZ 150 đó. Rồi các bạn nhớ đón xem nha. Tại vì dài quá, nhiều khi mình làm dài quá các bạn coi nó nhiều loại xe quá. Nó gối. Rồi, mến chào tạm biệt. Đây, tất cả đây.